Rồi, hôm nay sẽ hướng dẫn cho em làm cái bài tiếp theo và số 2. Phương trình bậc nhất hay ẩn và hệ phương trình bậc nhất hay ẩn. Rồi, phần bắt đầu. Bài toán cổ. Một đàn em nhỏ đứng bên sông, to nhỏ bằng nhau chuyện chia hồng. Mỗi người năm trái thừa một trái, thừa năm trái. Mỗi người sáu trái một người không. Hỏi người bạn trẻ đang dừng bước. Có mấy em thơ mấy trái hồng, làm thế nào để tính được số em nhỏ, em thơ và số trái hồng? Tức là cái này là cái phần mà nó khởi động thôi, nó gợi cho mình đó ha. Đó, nhưng mà mình chưa có giải, ngồi xuống dưới nó thêm mới kêu mình giải, tức là mình chưa có học nội dung của bài này, chưa có giải được đâu. Phải học rồi một hồi biết được kiến thức thì chúng ta mới xử lý được cái bài toán nhân gian như thế này, hiểu chưa? Rồi thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên. Đó là thì mấy cái mục này thì mình cũng đã rất là hiểu ha. Mục đầu tiên là hoạt động khởi động, một cái hình ổ khóa này nó có chìa khóa lâm vô là hoạt động khám phá. Đấy, hoạt động khám phá. Ở trong này nó có 3 câu ABC như thế nào? Rồi, để chuyển đổi từ độ F ký hiệu là X sang độ C ký hiệu là Y, ta dùng công thức Y bằng 5 phần 9 X chiều 32. Biến đổi công thức trên về dạng X trừ 1,8Y bằng 32. Đó, tỷ thức 1. Rồi, thì đầu tiên là ta có biến đổi ha. Y bằng 5 phần 9 X trừ 32. Thì ở đây chúng ta nhân 9 hai vế, tức là chúng ta quy đồng hai vế đó, mẫu chung là 9, tức là 9 y chia 9 bằng 5x trừ 32 phần 9. Bỏ 9 hai vế, 9 y bằng 5x trừ 32, ta nhân vô 5 nhân x là 5x trừ 32. Ở đây 5 nhân x là 7x trừ cho 32. 32 thì ở đây nó kêu mình tìm x tìm x vậy hả? Mình phải như thế này nè. Ở đây là nó kêu mình cái dạng là x trừ 1,8 đúng không? Thì mình đừng có nhân vô, mình đổi vế lại 9 đi, mình chia hai vế cho 5. Rồi 5 chia 5 là mất, x trừ 32 nó bằng 9 chia cho 5. Không biết mình bấm máy là 1,8 đó. Rồi ra 1,8. À, 1,8y. Đó mình sẽ chuyển vế qua chuyển lại. X trừ 1,8y nó bằng là 32 chuyển ngược lại. Đó. Như vậy là chúng ta có được cái công thức 1. À, rồi. Thì chúng ta kết luận. Vậy. À, X trừ 1,8y bằng 32. Bây giờ ta đi vào câu B nha. Câu nào không hiểu thì mình cứ nhắn qua tin nhắn nha. Thầy thấy thầy trả lời về qua phone, thầy không có telephone trực tiếp. Nhắn cái tin nhắn là em hỏi cái gì đó thì thầy sẽ gắn vô ha. Thầy cũng không quen telephone. Tại vì thầy dùng máy thu âm, mà cái máy thu âm thì đặc biệt là nó không có, nó chỉ thu thôi chứ nó không có phát ra âm thanh. Mình phải đeo tai phone mình mới nghe được cái âm thanh của em, nên nó có cái đặc điểm là như vậy đó. Rồi hỏi 20 độ tương ứng với bao, 20 độ C tương ứng với bao nhiêu độ F? Đó, tức là độ C là ứng với chữ gì? Chữ Y. Và độ F ứng với chữ X. Vậy nó cho 20 độ C tức là nó cho chữ Y. Vậy mình sẽ thay vô, mình sẽ tìm chữ X.
À, chỉ tương ứng thôi. À, giống như chúng ta thay giá trị chúng ta tìm thôi. À, rất là đơn giản đúng không? Tức là chúng ta thay y bằng 20 độ C vào cái công thức công thức 1 này công thức trên mới chứng minh đó. Công thức này đặt là công thức 1 đúng không? Thôi cái công thức thôi được rồi. Cái này nó nói là công thức này nè. Ở cái câu A đúng không? Ta được. Ủa sao không thay vô cái công thức ở trên này? Mà phải thay vô công thức ở dưới này. Thì công thức dưới này nó sẽ dễ 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 tính hơn là công thức ở trên. Hiểu không? Công thức dưới này nó đơn giản hơn. Ta được x sẽ bằng trừ 1,8, y là 20 bằng 32. Vậy đây là có x trừ cho 1,8 nhân 20 là nó ra là 36 bằng 32, là x trừ 36 bằng 32. Rồi như vậy chúng ta sẽ tìm x, ta lấy là 32 cộng cho 36, rồi x sẽ bằng là 68. À, mà 68 là độ F thì chúng ta sẽ trả lời vậy 20 độ C tương ứng với là 68 độ F. Mình chú ý nha, ở đây cái đơn vị x ta ghi cái chữ gọi là độ F, còn cái này là độ C, nhưng mà cái chữ F là nó không có ở đây, nó có chữ độ F luôn, trong sách nó đã chỉ là độ F luôn, nhưng mà bên lý bạn nó không có ký hiệu của độ F này, nó chỉ hiệu F thôi, nhưng mà bên toán sách giáo khoa toán nó để độ F thì mình làm theo cái nó là độ F ha. Mà bên vật lý là nó không có để chỉ độ F nha. Độ F với độ K này nè là nó không có để, chỉ có độ C nó để. Rồi. Vậy chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Đã hoàn thành được cái câu B. Rồi, ta sẽ đi vào câu C. Rồi, câu C nó hỏi là gì? Hỏi 98,6 độ F tương ứng với bao nhiêu độ C? Tức là nó hỏi độ F, nó cho độ F, tức là nó cho chữ gì? Nó cho chữ x ha. Mình sai vô cái công thức như thế này nè, để mình tìm ra chữ y. Nhưng mà đối với cái bài này em thay vô công thức trên này nó hay hơn, bởi vì thay vô đây mình bấm máy ra luôn, còn thay công thức dưới này nó dở hơn ha. Tức là thay công thức trên này nè, tùy theo bài mình thích thay đâu thay đúng không? Thay nè, đó mình thay x x bằng 98,6 độ F vào công thức, đó là y bằng công thức là 5 phần 9 x trừ 32, ta được y bằng 5 phần 9 x là 98,6 trừ 32. Rồi cái này mình có thể tính ngang luôn cũng được ha. Rồi, thì mình tính ngang từ tính ra trực tiếp luôn, cho dấu bằng luôn đi. Đó. Tức là chúng ta không có cần phải ghi thêm y bằng nữa ha. Rồi 5 phần 9 nhân với 98,6 trừ 32. Rồi ra 37. Rồi, vậy chúng ta kết luận phải 98,6 độ F tương ứng với 37 độ C. Rồi là chúng ta hoàn thành được cái phần hoạt động khám phá thứ nhất. Rồi ta gọi một là phương trình bậc nhất hai ẵn x và y. Đó, tức là cái số 1 này nè là nó có hai chứa hai cái chữ x y. Đó, còn lại con số thì cái dạng cộng trừ với nhau đó, như thế này nè. À, dính với x y thì người ta gọi là phương trình bậc nhất. À, phương trình bậc nhất hai ẵn. Khi x bằng 68, y bằng 20 thì hai vế của phương trình một có giá trị bằng nhau. Tức là mình cứ thay vô thử có phải không nha. X 68, y bằng 20 mình tính ra đây nó bằng 32, nó cũng bằng 32 là bằng nhau là đúng đó. Rồi, đều bằng 32. Đó thì ta nói cái cặp số nè, x đứng trước, 68, y đứng sau thì mình ghi dưới dạng chung nè. Có dấu phẩy chấm phẩy là một nghiệm của phương trình một đó. Nghiệm phương trình là mình biết năm lớp 8 rồi, mình giải rồi ha. Tức là khi mình
Hồi đó mình giải là chỉ có một nghiệm ít thôi, nhưng mà bây giờ nó có hai nghiệm ít y, là mình thay vô hai nghiệm ít y. Thì cái phương trình là nó có nghiệm ít y, thì ta ghi ký hiệu như dạng này nè. Đó, hiểu ha? Vậy người ta sẽ có cái định nghĩa sau đây. Tổng quát ta có định nghĩa. Định nghĩa là cái gì? Là cái người ta đưa ra và chấp nhận đó là đúng, không chứng minh được. À, hình cái bóng đèn. Và hình cái bóng đèn đó chính là cái kiến thức trọng tâm bắt buộc mình phải nắm, rất là quan trọng. Rồi phương trình bậc nhất hai dạng x y là phương trình có dạng ax cộng b bằng c. Đó, đó là cái dạng của phương trình. Thì cần phải nắm nha. Đó. Trong đó abc là các số đã biết. Nên nó sẽ cho mình biết gọi là các hệ số. Còn a và b không đồng thời bằng không. Nếu a bằng không, b bằng không luôn á, một trong hai thằng có thể một thằng bằng không vẫn được. Nhưng mà nếu hai thằng đều bằng không thì cái này người ta không gọi là phương trình, mà ta không gọi là phương trình bậc nhất hai ẩn ha, nhớ cho kỹ. Rồi nếu giá trị của vế trái tại x0, vế trái là bên này x0, tức là thay x bằng x0 y0 bằng vế phải đó, thì cái nếu mà mình thay vô x0 y0 giống như nãy mình thay hai cái số 68 với 20 vậy đó, mà nó bằng nó được 32 thì giống như c là 32 vậy đó. Nếu mình thay vô mà nó bằng với phải thì cái cặp x0 y0 người ta được gọi là nghiệm của phương trình đó. Còn nếu mình thay vô mà nó không bằng thì nó không phải là nghiệm, hiểu không? Rồi hiểu nghiệm phương trình chưa? Tức là hồi đó mình học là phương trình thì chỉ có một ẩn x thôi, thì bây giờ tới lớp 9 chúng ta sẽ học phương trình đó là hai ẩn luôn, x y rồi tăng lên một ẩn ha. Thì sau này còn nhiều hơn, còn mình càng lên lớp lớn thì phương trình nó càng tăng nhiều ẩn lên. Chẳng hạn lên lớp 10, 11, 12 rồi, 12 nó có tới 3 ẩn luôn. Rồi hãy giải phương trình tìm tất cả các nghiệm của phương trình đó. Đó, tìm tất cả các nghiệm của... Tiếp theo đó, là giải phương trình, nó kêu mình giải cái phương trình nào đó, là mình sẽ tìm tất cả các nghiệm của phương trình đó. Thì chúng ta sẽ giải như thế nào? Đúng không? Thì thường cái bài này chúng ta sẽ giải đó là nó sẽ kêu mình tìm một những cái nghiệm đặc biệt thôi, chứ thật ra cái phương trình này nó là vô số nghiệm, hiểu không? Vô số nghiệm, chỉ có mình giải cái hệ phương trình thì nó mới có nghiệm duy nhất. Thì mình cứ đi vào học đi rồi mình sẽ hiểu ha, giải như thế nào thì mình sẽ đi vào phần tiếp theo mình mới hiểu. Cơ bản là bây giờ mình nắm trước cái nội dung nó như thế đi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ví dụ một. Rồi, nó cho mình 4 câu ABCD. Rồi, chương trình mới cho nên chúng ta học cái phải bám sách giáo khoa thật kỹ. Bởi vì sách giáo khoa nó quyết định rất là lớn trong khi cái năm đầu tiên thay đổi chương trình. Đấy, thi cử. Mình làm gì là chứ không được. Những bài tập trong sách giáo khoa là buộc bài nào mà phải nằm lòng. Bởi vì năm đầu tiên có khả năng là người ta sẽ bám sách giáo khoa ra đề rất là cao, chứ người ta cũng không có ra cái đề cái dạng gọi là khác khác nhiều lắm đâu à. Đấy. Theo như cá nhân à, có thể như thế. Trong các phương trình sau, phương trình nào, ví dụ một ha, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn à, tức là nó hỏi phương trình nào là phương trình bậc nhất, thì cái điều kiện phương trình bậc nhất là AB đó, AB này nó phải khác không, không đồng thời bằng không, tức là cả hai phải phải có một số khác không mới được, hoặc là cả hai khác không luôn, và xác định cái hệ số ABC của phương trình bậc nhất hai ẩn đó. Nếu nó là phương trình bậc nhất thì mình mới xác định, còn nếu nó không phải là không xác định, hiểu không? Thì cái này chắc chắn là phương trình bậc nhất rồi. A nó bằng 3, B nó bằng 5 là khác không, đúng không? Cho nên nó là phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi với hệ số A nè, A là đứng trước x là 3, B là đứng trước y là bằng 5, và C là hệ số tự do bên phải đó là bằng trừ âm 3. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành cái câu A. À, này thì ghi câu A đây luôn đi cho nó gọn. Rồi, cái câu B. Cái này có phải là phương trình bậc nhất hay không? Được, bởi vì A nó bằng 0 nhưng mà B nó bằng trừ 2 khác không. Hiểu không? Nó vẫn là phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó. Nhưng mà với A là nó bằng 0, còn B nó bằng là âm 2, còn C nó bằng là 7.
Rồi câu C. Câu C á, mình thấy A nó bằng trừ 4 khác không, rồi B nó bằng 0 dẫn được, C nó bằng 5 thì nó vẫn là phương trình. Đúng không? Bậc nhất hay ẩn với A là bằng âm 4, B là bằng 0. Đó. Và C của chúng ta là bằng 5. Rồi, còn câu D. Câu D có phải không? Không phải nha. Vì sao? A với B đều bằng 0 là không có thỏa mãn nha. Nên nó nói A và B không đồng thời bằng 0. Tức là một hãy có một hàng khác không mới được, hoặc là cả hai khác không. Cho nên nó không phải là phương trình bậc nhất hay ẩn. Đó, vì A bằng 0 và B bằng 0. À, nó không thỏa mãn cái định nghĩa của người ta. Định nghĩa là cái người ta đưa ra là đúng, chấp nhận đúng, không chứng minh được. Hiểu không? Giống như 1 cộng 1 bằng 2 thì cái đó xem như là định nghĩa, là chấp nhận bằng 2 chứ không có chứng minh được ha. Rồi. Nói gì cho nó đơn giản. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ 2. Ví dụ 2 như thế nào? Cho phương trình 3x trừ y bằng 1, tức là phương trình này là bậc nhất hay ẩn trong hai cái cặp số này. Đó, cặp nào là nghiệm của phương trình đã cho, mình biết là nếu nó là nghiệm nè thì mình thay cái cặp số này vô, hiểu không? Thì nó sẽ bằng lực vế phải. Đó, nếu giá trị của vế trái mình thay vô vế trái nó bằng vế phải, tức là đây vế trái là này, vế phải là một, mình thay x là bằng một, y nó bằng hai, đứng đầu là x, đứng sau là y, vô cái chỗ vế trái này nếu nó bằng là nó là nghiệm. Còn nếu mà mình thay vô cặp nào mà nó không bằng thì nó là không phải là nghiệm. Ở nó rất là đơn giản, cái này cực kỳ quan trọng nha. Đó là cái cơ sở nền tảng ban đầu của mình đấy. Đây, bây giờ mình thay vô thử coi. À, mình thay là 1, 2 vào cái phương trình. À, thay 1, 2 này vào cái phương trình này á. Mình thay x bằng 1, 2 đi. Thay x bằng 1, 2 vào với vào phương trình này. Vào phương trình này. Ba được. Đó là 3 nhân 1 trừ 2 bằng 1. Tức là cái điều này á là thỏa hay không? Thỏa, đúng không? Đó, thỏa. Thỏa cho nên nó mới là nghiệm nha. Cho nên từ đó mình mới suy ra cái cặp số 1 2 đó là nghiệm của phương trình đã cho. Tức là nếu mà giải theo sách giáo khoa, trong sách giáo khoa nó sẽ giải như thế này nè, để thể làm giống sách giáo khoa luôn. Cặp số, tức là mình làm cái bước đó mà nhé, là nghiệm của phương trình đã cho vì đó, 3 nhân 1 trừ 2 nó bằng 1. Và cái cặp số sau không là nghiệm, tức là mình thay vô nè. Cặp số 1 âm 2 không là nghiệm của phương trình đã cho. Vì sao? Vì 3 nhân 1. Đó, mình thay x bằng 1 nè. Y nó bằng trừ 2, đúng không? 3 nhân 1 trừ cho trừ 2 mà nó sẽ bằng là 5. 5 nó sẽ khác 1, đúng không? Khác 1. Cho nên nó không là nghiệm. Rồi, là chúng ta giải quyết được cái phần ví dụ 2, hiểu không? Tức là thay vào vế trái nó thôi. Mình thấy nó bằng 1 thì nó là nghiệm, còn nó không bằng 1 thì nó không phải là nghiệm. Rồi. À, chú ý mỗi nghiệm x0 x0 của phương trình ax cộng b cộng bằng c được biểu diễn bởi điểm có tọa độ là x0 x0 trên mặt phẳng tọa độ. Tức là một hồi nữa mình sẽ hiểu biểu diễn như thế nào, còn bây giờ là mình chưa có hiểu ha. Tức là cái cách biểu diễn này là mình cũng đã biết rồi, đúng không? Cái năm lớp 7, lớp 8 là mình đã cũng biết biểu diễn rồi. Nhưng mà ở đây là thì nhắc lại, hồi sẽ nhắc lại ha. Biểu diễn như thế nào? Rồi, phương trình bậc nhất hay ẩn AX cộng B bằng C luôn luôn có vô số nghiệm. Thấy chưa? Đó, nãy như thầy nói là vô số nghiệm. À, cho nên ở đây chúng ta sẽ không giải ra được phương trình này. Mà thường là người ta sẽ kêu mình kiểm tra thôi nó có là nghiệm hay không. Nó cho sẵn cái nghiệm bộ nào đó XY.
nó kêu mình thử có phải là nghiệm hay không. À, rồi ủa sao mình lại làm như thế này, nó có ứng dụng sau này cho mình rất là nhiều, cho khi mình học lên các lớp 10, 11, 12. Tất cả các nghiệm của nó được biểu diễn là một đường thẳng. Đó, tức là một đường thẳng đi, mình biết là nó có vô số cái điểm thuộc đường thẳng, mà cứ một điểm là một nghiệm, cho nên đường thẳng là nó có vô số điểm, cho nên nó có vô số nghiệm. Ý nghĩa của nó là như thế đấy, hiểu không? Rồi vậy chúng ta hiểu bản chất của nó chưa? Rồi tức là cái này là nếu mình vẽ trong hình học trong cái không gian OSI tọa độ á, hình học tọa độ mặt phẳng, hình học phẳng, xin lỗi, hình học phẳng OSI chứ không phải không gian, thì nó chính là một cái đường thẳng. Mà đường thẳng thì nó sẽ có vô số điểm, mà cứ một điểm nó là một nghiệm, cho nên nó có vô số nghiệm nha. Rồi vậy sau này một cái phương trình nào đó là nó đều là một cái đường đường nào đó mà nó được vẽ trong một cái mặt phẳng, được chưa? Thì sau này mấy em còn học nhiều đường khác nhau chứ không phải là chỉ cái đường thẳng không nha. Rồi câu ví dụ 3, biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ OXY. Đó, bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn nha. Rồi, ta đi vào câu A trước. Rồi, thì chúng ta sẽ biểu diễn cái cách biểu diễn nó như thế nào. Thì chúng ta hãy xem. Thì chúng ta có đó, chúng ta ghi lại cái này và chúng ta phải rút cái chữ y ra. À, rút cái chữ y ra, tức là chúng ta tìm ra y. À, ở đây mình có thể là mình sẽ biến đổi bằng cách là mình ghi là y. À, nó sẽ là bằng suy ra chỗ này luôn cũng được. Suy ra y sẽ bằng là chuyển trừ 7x này nè qua với phải, hành cộng 7x là 7x cộng 2. Đó. À, thì 7 cộng 2. Rồi, như vậy 7 cộng 2 thì làm sao mà mình biết được để mình vẽ cái đường thẳng nó đi qua hai điểm đây. Đó, đúng không? Làm sao mình biết mình vẽ được? Tức là ở đây mình muốn vẽ được cái đường thẳng này thì mình sẽ nhớ lại cái kiến thức mà mình đã học về cái cách vẽ một đường thẳng rồi, hiểu chưa? Cái cách mà mình vẽ một đường thẳng là mình đã biết rồi ha. À, cho nên từ đó nè, biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình sao cho mặt phẳng tọa độ SD, từ đó tất cả các nghiệm của phương trình đã cho. À, tất cả các nghiệm, biểu diễn tất cả các nghiệm nha, được biểu diễn bởi đường thẳng, được biểu diễn bởi đường thẳng y bằng 3x cộng 2. À, hiểu chưa? Như cái hình này thì đặt nó là hình hình 1 đi. À, như hình này là hình 1. Rồi bây giờ mình sẽ xem. Rồi, thế nào? Y bằng 7 cộng 2, đúng không? Cái cách vẽ của cái y bằng 7 cộng 2 như thế nào. À, thầy cũng trang bị sẵn cái hệ trục tọa độ. Và bởi vì trong cái bài học của chúng ta nó cũng có cái hệ trục tọa độ luôn. À. Đấy. Đây. Tức là cái câu A nó sẽ vẽ như thế này. Đúng không? Đó. Được chưa? À, nhưng mà tại sao nó vẽ như vậy, đúng không? À, có lẽ là mình cũng 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 không có nắm nắm rõ lắm, đúng không? Rồi thì thầy sẽ nhắc lại kiến thức mà mình biết lúc trước mình đã vẽ rồi ha. Rồi thì đầu tiên á, mình chú ý nè, y á, bằng 3x cộng 2 á. Thì đầu tiên em sẽ chọn x bằng 0. À, em thay vô đây nè, thì y nó sẽ bằng 3 nhân 0 cộng 2 là y nó sẽ bằng 2. À, x bằng 0, y bằng 2. X bằng 0 chỗ này, y bằng 2 là nó nằm chỗ này nè.
cái điểm 0,2 chỗ này. À. Rồi, sau đó em chọn tiếp. À, em chọn x bằng, ví dụ giờ em chọn x bằng âm 1 đi. Thì y nó sẽ bằng bao nhiêu? Em chọn y bằng 0 thì em giải ra x nó lẻ. Trừ 2 phần 3 nó khó. À, trừ 2 phần 3 nó sẽ khó. Cho nên thầy sẽ chọn điểm khác cho em dễ nhìn đó. Chọn nhiêu cũng được, chỉ chọn x là không, chọn x bằng 1, x bằng 2 cũng được. X bằng trừ 1 thì y bằng 3 nè. Nhân cho trừ 1 cộng 2 nó sẽ bằng là trừ 1. Đó, 3 trừ 1 cộng 2 là trừ 1. Tức là x bằng trừ 1, y bằng trừ 1 là cái điểm nằm đâu? X trừ 1 đây nè, y trừ 1 chiếu xuống đây là đây nè. Đúng không? Cái x nè, trừ 1 chiếu thẳng xuống, y trừ 1 chiếu qua nằm đó đó. Cái đường thẳng mình sẽ đi qua hai cái điểm này. À, hiểu không? Đi qua hai cái điểm đó. Mình sẽ cho nó là một cái màu đặc biệt đó. Và mình sẽ cắt cái này tới đây, mình cắt nó giới hạn nó là không có lố qua cái khung này. À. Và sau này đi thi tuyển sinh lớp 9 là mấy cái này có hết đó. Vì cái biểu diễn của nó chính là cái đường thẳng. Đường thẳng này mình sẽ đặt nó là đường thẳng D đi chẳng hạn á, mình đặt nó là đường thẳng D đi. D thì khi mình vẽ hình thì mình đưa vô đây là chữ D. Đấy. Rồi, vẽ màu đỏ cho dễ nhìn thôi, chứ vẽ màu đen ha, đừng vẽ màu vô. Rồi, đó, chữ D. Rồi, đó là cái hình dạng của cái đường thẳng đấy. Đó, hiểu ha. Để cho mình biết, chứ tự nhiên nhiều khi mình đọc sách mình cũng không hiểu nữa, đúng không? Đó, ví dụ mình đọc sách giáo khoa mình cũng không biết tại sao mà nó vẽ ra cái hình này. Đấy, nha. Đấy. Bỏ dưới hình 1 cũng được. Như cái hình vẽ và hình vẽ bên dưới đi. Hiểu không? Đó, tại sao nó vẽ như thế này? Thì em cũng không hiểu được, đúng không? Em cho trừ 2 phần 3 cũng là đúng á. À, nếu mà mình làm theo giống nó, mình cho trừ 2 phần 3. Tức là chỗ này sao? Mình chọn y bằng 0. Thì em mình thay vô 0 bằng 3x cộng 2. Cho nên mình mới suy ra được cái gì? 2 là 3x nó bằng trừ 2 đó. 2x bằng trừ 2 phần 3. Rồi. Nếu làm giống theo nó thì mình sẽ ghi đó là trừ 2 phần 3. Trừ 2 phần 3. Đấy. Tức là cái điểm này. Và cái điểm đi qua. À, điểm đi qua tiếp theo đó là điểm. Thì nếu mà đúng theo luật đó là chúng ta phải để chỗ này này có dấu chấm. Để này có dấu chấm luôn. Nó mới chuẩn. Đấy. Rồi, trừ 2 phần 3. Để như thế. Nha. Là đã làm chuẩn thì cho nó chuẩn luôn. Rồi. Giống theo cái khuôn của sách giáo khoa luôn. Còn mình chọn cái nào cũng đúng cho nha. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành được cái câu A. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu B. Về thì chúng ta cũng biến đổi giống như thế. Đó. Ta có nè, không x cộng y bằng trừ 2, không nhân x là bằng 0. Cho nên mình dùng cái từ là 2 đi, dùng cái từ 2. 2y bằng trừ 2. À, 2y bằng trừ 2. Hiểu ha? Rồi chúng ta cũng bắt chước cái câu này. Từ đó tất cả các nghiệm của phương trình đã cho là đường thẳng D y bằng trừ 2. Đó, như cái hình vẽ bên dưới. Ha? Như hình vẽ bên dưới. Rồi, y bằng trừ 2 là mình sẽ vẽ như thế nào? Bạn hỏi y bằng trừ 2 sẽ vẽ như thế nào? Rồi, để bôi cái này. Trừ 2 đúng không? Tức là khi mà mình thấy y nó bằng trừ 2. Tức là cái trừ 2 trên trục y này.
y nó luôn luôn bằng trừ 2, cho nên cái đường thẳng nó chiếu vô trục y nó phải nằm ngang, tức là không có x nữa. Tức là em chọn x nhiêu cũng y nó cũng bằng trừ 2 hết. Đó. Cho nên nó sẽ đi qua trừ 2, nó đi qua cái điểm nè, y này bằng trừ 2 nằm dưới đây nè. Và nó sẽ vuông góc với cái trục đó. À, vuông góc với cái trục OI. Rồi. Thì đây chính là cái đường thẳng D. Được chưa? Đấy. D y bằng trừ 2. À, đường thẳng D. Rồi. Rồi, ta sẽ đi vào câu C. Đây cũng là đường thẳng. Rồi, ta có cái này thì mình sẽ 2x nó bằng 3. Nếu mà dùng cái từ 2 hoài nó cũng kỳ rồi, thôi để mình suy ra đi. Suy ra x sẽ bằng là 3 phần 2. 3 chia 2 đó là 3 phần 2. Hiểu không? Rồi. Thì x nó bằng 3 phần 2 thì từ đó tất cả các nghiệm của phương trình là cái đường thẳng D x bằng 3 phần 2. Hình vẽ bên dưới. X bằng 3 phần 2 nằm như thế nào? 3 phần 2 là 1,5 đó bạn. Hiểu không? Là nó nằm chỗ này là ngay chỗ x nè. Mình dựng vuông góc với nó. Nó chỉ có x không thì dựng vuông góc với x. Còn chỉ có y không thì mình dựng vuông góc với y. Đó. À, tức là cái đường thẳng nó sẽ đi qua cái điểm như vậy đó. Vuông góc với trục x, hiểu ha? Rồi. Ba phần hai, đây là đường thẳng D này, 3/2. Cái số mới mình phải ghi vô, đúng không? Để cho người ta biết 3/2. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái phần này gọi là phần ví dụ 3. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, đó là thực hành 1. Xác định các hệ số ABC của mỗi phương trình bậc nhất hay ẩn. Thì cái câu này khá là dễ ha. ABC này thì cái câu A phương trình này nè có các hệ số A nó bằng đứng trước x là 1, B nó đứng trước y là bằng 5, C nó đứng bên phải là bằng âm 4. Rồi, câu B. Phương trình này có các hệ số A là đứng trước x là căn 3, B đứng trước y là bằng 1 và C đứng bên phải là 0. Rồi, tiếp theo phương trình này. A có các hệ số A đứng trước x là bằng 0, B đứng trước y là bằng âm 3 phần 2 và C đứng bên phải là bằng 6. Rồi, tiếp theo câu D. Phương trình này có các hệ số A là bằng 2 đứng trước x, B đứng trước y là 0
và C là âm 1,5. Nó thích để dạng hợp phân hoặc phân số là tùy nó. Để dạng nhi cũng được, dạng căn cũng được, hữu tỉ cũng được, tự nhiên cũng được, số nguyên cũng được, hỗn số cũng được luôn nha. Rồi, chúng ta hoàn thành xong phần thực hành thứ nhất. Ta đi vào phần thực hành thứ hai. Rồi, trong cho phương trình 3x cộng 2y bằng 4, phương trình bậc nhất hạng á, đặt nó là phương trình 1. Trong hai cặp này, cặp nào là nghiệm của phương trình này? Thì chúng ta muốn biết nào là nghiệm thì chúng ta phải kiểm tra, đúng không? Bằng cách là chúng ta thay vào. À, nếu nó thỏa mãn thì nó là nghiệm, thay vào bên trái, còn nó không thỏa mãn nó không là nghiệm. Đó, cái này là chúng ta phải nắm được, đúng chưa? Thì cái cặp 1, 2 này thay vô là 3 nhân 1 là cộng 2 nhân 2 nó sẽ bằng 7, 7 nó bằng 4 là không thỏa, cho nên nó không là nghiệm. Đấy, thì mình nói là cái cặp số là 1, 2 không là nghiệm của phương trình 1. Vì sao? 3 nhân 1 cộng 2 nhân 2 là bằng 7, 7 nó khác 4. À, làm giống như ví dụ sách giáo khoa. Ở cái cặp số này mình sẽ thay x bằng 2y bằng trừ 1. 3 nhân 2 cộng 2 nhân trừ 1 bằng 4 là thỏa đó. Cho nên cái cặp số là 2 âm 1 là nghiệm của phương trình 1. Vì thay vào bên trái là 3 nhân 2 cộng 2 nhân âm 1 nó bằng là 4. Rồi, chúng ta hoàn thành xong câu A. Ta đi vào câu B. Câu B nó nói như thế nào? Tìm Y0 để cặp số 4Y0 là nghiệm của phương trình. Thì nếu mà cái cặp này nó là nghiệm của phương trình thì X thay bằng 4, Y thay bằng Y0. Tức là thay vô chỗ này mình sẽ giải cái phương trình đó ra. Đúng không? Giải phương trình đó ra, tức là vì, tức là chúng ta sẽ vì này, này đó, cặp số này nè là nghiệm của phương trình 1 nên thỏa mãn, tức là mình thay vô phương trình đó ha, chỗ nào chữ x đó, thay phương trình này nè, chỗ nào chữ x à, là mình sẽ thay cái số đứng đầu là số 4, chỗ nào chữ y sẽ thay bằng y0. Tức là chỗ này mình thay x là bằng 4 ha. Còn y thay bằng y0. Thì tới đây là phương trình này mình giải được rồi, đúng không? 3 nhân 4 là 12 cộng 2y0 bằng 4. Chỉ 2y0 mình lấy là 4 trừ 12. Chỉ 2y0 sẽ bằng là âm 8. Y0 sẽ bằng là gì? Âm 8 chia 2 Y0 sẽ bằng là âm 4. Rồi. Đó. Vì nó kêu tìm Y0 thì chúng ta kết luận. Vậy. Vậy Y0 nào bằng âm 4. Rồi. Là chúng ta hoàn thành xong câu B. Bây giờ ta đi vào câu C. C nó kêu là gì? Tìm thêm hai nghiệm của phương trình 1. Đó, tìm mình cứ cho lại đi, cho x bằng nhiêu y bằng nhiêu cũng được. Tức là cái phương trình 1 là như thế này đúng không? Em thích cho nhiêu cũng được. Em cho x nhiêu y để tìm y, hoặc cho y cho x y trước cũng được hết. Thường người ta cho x đi. À, tức là chúng ta thay x bằng 0 vào ở phương trình 1 ta được. Đó, chỗ nào chỉ x thay số 0 vô này. Này ha. Đó, là lấy 3 nhân 0 cộng 2y bằng 4. Đó, từ đó mình tìm ra là 2y sẽ bằng là 4. Y sẽ bằng là 4 chia cho 2. Y sẽ bằng là 2. Vậy mình có được nghiệm rồi đúng không? Rồi tiếp theo mình thay tiếp theo tiếp. Mình sẽ thay y bằng 0.
vào phương trình 1, thường nó cho hai giá trị đó. Ta được y bằng 0 đúng không? Ta vô. Đó là 3x cộng 2 nhân 0 bằng 4. Tức là 3x sẽ bằng là 4. Và x sẽ bằng là 4 bằng 3. Rồi, thì chúng ta sẽ kết luận này. Vậy hai nghiệm của phương trình 1 là của phương trình 1 tìm thêm là đó là x mình ghi trước. Đây x là 0, y bằng 2, chấp nhau chấm phẩy nha. 0, 2. Rồi, tới đây ghi x trước nha, chứ ghi y trước là sai đó. X bằng 4 phần 3, y bằng 0. Ta phải ghi đây là 4 phần 3, 0, cách nhau 7 chấm phẩy. Rồi, là chúng ta hoàn thành câu C. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu D. Nó kêu là hãy biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình 1. Phương trình trên này ha, phương trình 1 này đây. Đấy, biểu diễn tất cả các nghiệm phương trình 1 trên một phẳng OD, tức là mình vẽ cái hình nó ra giống như nãy. Y chang như nãy thôi chứ mình khác. Ha. Cái câu cuối này thì chúng ta chỉ là vẽ hình thôi. Đó. Nhưng mà chúng ta phải rút ra y, chúng ta mới vẽ được. Ta chỉ để như vậy ta không có chịu nha. Rồi ta có đó, mình làm giống như cái câu nãy chơi gì này, cái cấu trúc nó làm giống cái hình như cái hình này nè. Ta sẽ lại xuống cho em xem. Thế là mình bắt chước thôi. Rồi thì đây ta có là cái phương trình của mình đó ha, là 3x cộng 2y bằng 4 à, mình đầu tiên được chưa? Sau đó mình sẽ tìm 2y bằng trừ 3x, chuyển qua x đứng trước số nha, cộng 4. Và sau đó mình chia 2 số. Tức là ở đây mình chia 2. 2y chia cho 2 bằng trừ 3x cộng 4 chia cho 2. Đó, mình sẽ là 2y chia 2 bằng trước còn 2 bằng y. Trừ 3x chia 2 là trừ 3 phần 2x. Cộng 4 chia cho 2 là bằng 2. Đó thì từ đó làm sao, từ đó tất cả các kiểu của phương trình là đường thẳng D có dạng là y bằng này. Đó, hình vẽ bên dưới à, này mình sẽ cho à, đường thẳng này đó. Thì nó sẽ đi qua hai điểm nè, điểm 0,2 với 4 phần 3 0 đó, điểm 0,2 với 4 phần 3 0 à, 0,2 0,2 nó nằm đâu, x x là 0, y là 2, nằm x là 0 đúng không, y là 2 vì số 0 mất đi, vì nó còn chữ y là 2 thôi, vẽ ngay trên trục y này nè, số 2 chỗ này nè. Rồi cái điểm thứ hai đó là x 4 phần 3 y là 0, bỏ đi, chỉ có x thôi, vẽ lên trục x 4 phần 3. 4 phần 3 là mình nhắm chừng ở là 1,33 mấy đó, là nó cỡ đây nè, tại vì từ từ đây tới đây là 1,5 đây đúng không? 1,5 đây, 1,33 mấy thì nhắm chừng này nó cũng không chính xác lắm. Tại vì mình đã chấp nhận cho x bằng 0 y bằng 0 mình là phải ra cái dạng lẻ. Còn nếu mà mình, tại vì theo sách giáo khoa nó thích như vậy đó. Còn nếu mình để đẹp đó là mình sẽ chọn x bằng 1 thì y nó sẽ bằng nhiêu, nó sẽ ra cái số đẹp hơn, ví dụ vậy ha. Hoặc là x bằng 2, 3 gì đó, trừ 1 gì đó. Sau này chúng ta có thể chọn tùy ý nha. Nhưng mà cơ bản bây giờ chọn theo giống như sách giáo khoa đi. À, nó thích cái số trừ 1, à, nó thích số 0, x là 0 với 1. Thì mình sẽ vẽ theo yêu cầu, giống như sách ha. À, thì chỗ này nó sẽ cái điểm này là 2 nó có rồi. Cái điểm này là mình phải ghi vô là 4 phần 3. À, tức là nó đi qua hai cái điểm như thế. 0 với 4 phần 3. Sao trong sách nó không có chấm, mà lại chấm, chuẩn của mình là phải chấm đó nha. Không chấm là không được.
chấm mình phải biết cái điểm nó đi qua đó thì còn chấm sẽ biết được. Rồi. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu D, tức là thực hành 2 à. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần số 2, hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn. Rồi, như thế nào? Một ô tô đi từ A đến B, cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A, gọi x là vận tốc, là tốc độ của ô tô, y là tốc độ của xe máy, x thì dương. Rồi, tốc độ của ô tô lớn hơn tốc độ xe máy là 15. Rồi, nó cho quãng đường AB dài 210 km, hai xe gặp nhau sau 2 giờ. Rồi, cái bài này à, nhìn chung như vậy chứ không có đơn giản nha. Mình không hiểu bản chất của bài toán là làm chất quốc luôn. Rồi, đây. AB đúng không? Đây nè, thì vẽ minh họa cái hình, không có cần vẽ hình nha. Tại vì vẽ để cho mình hiểu thôi. À, thí dụ ô tô đi từ A đây. À, ô tô đi từ B đây. Đúng không? Rồi, xuất phát từ A. Đó, thí dụ đi về cái hướng này. Xuất B, đi về hướng A. Đó. Rồi, x y là dương ha. Tốc độ ô tô lớn hơn tốc độ xe máy là 15. Quãng đường là 210. Tức là cái quãng đường S này nè. AB bằng 210 km. Đó, quãng đường AB nó bằng 210. Rồi. Nè, rồi nó cho là ở đây, thằng này đi với cái vận tốc độ đó là V, là x km trên giờ. Đó. Còn cái thằng này đi tới tốc độ là V, y km trên giờ. Thì nó nói là tốc độ của ô tô lớn hơn tốc độ xe máy là 15. Tức là cái dòng này hiểu là sao? Ô tô nè, ô tô là nó xuất phát từ x đúng không? Lớn hơn là phép hiệu trừ cho y là bằng 15 đúng không? Đấy. Rồi, quãng đường AB dài 210 km, cái này thì không cần. Hai xe gặp nhau sau 2 giờ. Tức là thí dụ thằng này chạy nhanh hơn kia thì nó gặp nhau ở vị trí, ví dụ cái vị trí mà nó gặp nhau. Đó, thí dụ nha. Đây nói là thí dụ gặp nhau ở đây đi. Ở vị trí gặp nhau, thí dụ vị trí này là vị trí C này. Là vị trí nó gặp nhau. Đó, C là vị trí nó gặp nhau. Đó. Sau 2 giờ, tức là mình hiểu ha, cái này nó đi được 2 giờ. Thời gian là cái hàng này đi cũng được 2 giờ. À, nó kêu là câu A nè, từ dữ kiện 1 là này nè, hãy lập phương trình hai ẩn thì đi, tức là x trừ y bằng 15, đó là cái câu A này rất là dễ đúng không? Đó. Thì dữ kiện 1 thì gọi là phương trình theo hạng x trừ y, là từ dữ kiện 1 đó ta lập được phương trình
hai ẩn. X y là x trừ y bằng 15. Hiểu không? Rồi câu B. Câu B là như thế nào? Câu B là từ dữ kiện 2 hãy lập thêm một phương trình 2 ẩn x y gặp nhau, đúng không? Cái phương trình chữ chữ gặp nhau nè, cái gặp nhau tức là cái phương trình nó chính là lấy cái quãng đường AC đó. Quãng đường AC cộng cái quãng đường BC nó bằng quãng đường AB đó. Mà quãng đường AC là gì? Quãng đường là quãng tốc nhân thời gian, tức là 2x. Đúng không? Cái quãng đường từ A đến C nè, lấy vận tốc nhân thời gian. 2x, 2 nhân x hay x nhân 2 cũng vậy. Rồi, còn cái quãng đường mà từ B đến C lấy vận tốc nhân thời gian là lấy 2y. Đúng không? Rồi, hai này cộng lại cho nó bằng 210. Tức là cộng hai cái quãng đường lại nó bằng quãng đường AB. Hiểu không? Thì cái phương trình nó nằm ở cái chỗ là tổng quãng đường này. Đấy. Tức là từ dữ kiện 2 ta lập được phương trình 2 ẩn xy là 2x cộng 2y sẽ bằng là 210. Rồi, ta đi vào câu C. Bạn An khẳng định rằng tốc độ của ô tô và của xe máy lần lượt là nhiêu đây? 4, 60 với 45. Tức là nếu là cái chữ x này, nó sẽ cho là 60 tốc độ ô tô. Còn xe máy là chữ y, nó sẽ cho là 45. Nó nói là có thể dùng hai phương trình lập được. Có thể dùng hai phương trình lập được để kiểm tra khẳng định của An đúng hay sai hay không. Đó. Bây giờ mình muốn biết nó đúng hay sai hay không thì mình phải lấy hai cái số liệu này nè, mình thay vào hai cái phương trình của nó. Nếu nó đúng, nó bằng với phải, thay vào với trái của nó. Nếu nó bằng với phải là nó là đúng. À. Còn nếu nó có một cái không bằng thì nó là sai. Đơn giản vậy thôi. Đúng không? À, chúng ta nói là chúng ta sẽ hay x sẽ bằng là 60. Đó. Và y sẽ bằng là 45 vào vào x trừ y bằng 15 vào x trừ y thôi vào x trừ y ta được x 60 trừ 45 bằng 15 đúng không? Đó, cho nên nó bằng với phải á. Rồi cái điều này là bằng với phải nha. 15 này là bằng 15. Rồi, bằng với phải. Và chúng ta thay vào 2x cộng 2y ta được 2 nhân 60 cộng 2 nhân 45 cũng bằng 210. Tức là thay vô thì chúng ta thấy nó bằng với phải hết. Đúng không? Tức là thằng này mình để chữ bằng với phải. Bằng với phải, nhưng mà ghi chữ với phải thì kỳ quá, ghi gì được rồi. Rồi. Thì ta kết luận bài khẳng định của bạn An là đúng. Rồi, hiểu ha. Còn nếu một trong hai cái này mà có một cái không thỏa mãn á, không ra 15 hoặc là không ra 210 dưới á, thì nó không không đúng nha. Rồi. Vậy trong cái khám phá hai này đó, tức là cái bài cái khám phá hai này thì ta lập được hai phương trình bậc nhất hai ẩn đó. Thì hai phương trình này tạo thành cái hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn được viết là như thế này, tức là mình sẽ gom cái này lại, gom cái này lại đó, nó sẽ đưa thành cái hệ này nha, đưa móc vô cái mặt móc gì nè, gọi là hệ hệ hai phương trình hệ hai phương trình rồi. Tổng quát ta có định nghĩa
là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẵng x y có dạng là như thế này. Đó. AX cộng BY bằng C phương trình 1, A phẩy X cộng B phẩy Y bằng C phẩy phương trình 2. Trong đó A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy là các số đã biết hay còn gọi là hệ số. AB không đồng thời bằng 0 và A phẩy, B phẩy không đồng thời bằng 0. Tại sao không đồng thời bằng 0 mình biết rồi ha. Bởi vì nếu nó bằng 0 thì nó không phải là phương trình bậc nhất. Nếu không phải là phương trình bậc nhất thì nó không có ghép lại được ha. Rồi nếu x0, y0 là nghiệm chung của hai phương trình 1 và 2. À, tức là giống như cái cặp hồi nãy á, là 60 với 45 thay cho nó thỏa mãn thì x0, y0 gọi là một nghiệm của hệ đó. Được chưa? Tức là nếu như mà mình thay một cái này vô một phương trình thì nó là nghiệm của một phương trình. Còn nếu mà nó thay vô những nhiều cái phương trình trong này, hai cái, cụ thể là hai cái mà nó thỏa mãn hết thì nó là nghiệm của hệ hệ hai phương trình này nè, hiểu không? Đó, hệ một này thì gồm hai phương trình. Rồi, tức là chúng ta sẽ giải hệ phương trình là chúng ta tìm tất cả các nghiệm của hệ phương trình đó. Hiểu không? Tức là khi sau này nó cho mình giải hai cái hệ thì nó gồm hai phương trình bậc nhất thì mình phải tìm tất cả các nghiệm của nó. Thì lúc này chúng ta có thể tìm được ha, là thường có một nghiệm hoặc là vô số nghiệm hoặc là vô nghiệm, nó có ba trường hợp xảy ra. Vì chúng ta sẽ làm đi rồi chúng ta mới biết được cái trường hợp nào nó là vô nghiệm hoặc là có nghiệm hoặc là vô số nghiệm, thì chúng ta phải đi vào cụ thể chúng ta mới biết được ha. Rồi nói gì mình hiểu ha. Đấy. Giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo, đó là phần ví dụ 4. Trong này nó có 3 câu A, B, C. Rồi, ta sẽ đi vào câu A trước. Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào là hai hệ hai phương trình bậc nhất hai ẵng? À, nó hỏi đơn giản quá. Đúng không? Cái câu này thì thôi thầy sẽ không có ghi cho nó phức tạp, thì trả lời luôn. Ở đây đặt ra trả lời luôn nha. Thì cái hệ đầu tiên nè, mình thấy không? Các cái hệ số là AB nó bằng 1, 3 khác không? A phẩy B phẩy bằng 2 với 1 khác không? Cho nên nó là phương trình bậc nhất đó. Rồi, chúng ta trả lời là hệ phương trình. À, ta chịu có ghi lại cái này nha. Là hệ hai phương trình, hai phương trình bậc nhất hai ẵng với A nó bằng 1, B nó bằng 3. Đó. Đúng không? A bằng 1, B bằng 3, C bằng 3. Đó. Và A phẩy bằng 2, B phẩy bằng 1 và C phẩy nó bằng âm 4. Rồi, đó là câu A. Hiểu ha? Rồi, tiếp theo. Hệ phương trình này, đó, có là không? Không phải ha. Cái này nó có hai số 0 là không thỏa mãn nè. À, cho nên không phải là hệ phương trình bậc nhất hai ẵng. Vì A bằng 0 và B bằng 0. Rồi, câu B. Ta đi vào câu C. Hệ hai phương trình này có hay không? Thì mình thấy là ở trên thì có b bằng 0, dưới có a bằng a phẩy bằng 0 vẫn được ha, là hệ, tại vì có một số khác không là được, là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẵng với a là bằng 2, b là bằng 0, c là bằng âm 4 và a phẩy là bằng 0, B phẩy là bằng âm 3 và C phẩy là bằng âm 4. Rồi,
Hiểu không? Không, âm 3, 1 chứ. Nhìn sao ra âm 4. Rồi, hiểu chưa? Đó là chúng ta hoàn thành xong cái ví dụ 4. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ 5. Rồi, đi vào ví dụ 5. Nó nói là như thế nào? Cho hệ phương trình như thế. Đó. Trong hai cặp này, cặp nào là nghiệm của hệ đã cho? Thì mình sẽ thay vô. Nếu nó thỏa mãn, nó là nghiệm. Còn không thỏa mãn, không là nghiệm. Thì cái cặp đầu tiên á, thay vô nè. 2 với 1, 2 nhân 2 cộng 3 nhân 1 là bằng 7. Thỏa. À, 2 trừ 3 nhân 1 là bằng trừ 1, thỏa. Cho nên cái cặp đầu tiên mình tính ngoài giấy nháp, mình thấy nó thỏa thì mình nói là cặp số 21 là nghiệm của hệ phương trình vì tức là ở đây mình sẽ thay vô nè. X X mình sẽ thay vô là 2. Đúng không? Y mình sẽ thay vô là số 1. Đó. Mình thấy là thỏ nè. 2 nhân 2 cộng 3 nhân 1 là bằng 7. 2 trừ 3 là bằng trừ 1. Đó. Còn cái cặp số tiếp theo. Mình thay vô là trừ 1, 3 đó. Là không là nghiệm của hệ phương trình. Vì mình thay vô tức là thay x bằng trừ 1 vô đó, y thay bằng 3 vô thì cái đầu tiên nó vẫn bằng 7 là đúng, nhưng mà cái thứ hai nó bị lỗi nè, trừ 1 nè, 3 vô thì cái này nó sẽ bằng là âm 10, mà âm 10 nó sẽ khác cái gì, nó sẽ khác cái vế phải đó là âm gì, âm 1, hiểu không? Theo sách giáo khoa là trình bày như thế đó, để đỡ mình biết cách trình bày giống vậy nha. Những cái ví dụ là trong sách giáo khoa có giải hết, còn những cái khác là không có giải. Đấy, cho nên mình giải gì mình cũng phải bắt chước giống như sách giáo khoa dùm thầy là ok nhất ha. À, tuy nhiên có những cách giải khác cũng hợp lý, không có sai, nhưng mà nên bám sách giáo khoa vẫn là chuẩn nhất. Rồi, chúng ta đi vào thực hành 3. Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào là hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn? Đó, cái này dễ vậy ta. Đó, nhìn y chang như cái câu hồi nãy mình trả lời, đúng không? Cái hệ đầu tiên là thỏ nè. Thì chúng ta sẽ trả lời cái này cho nó nhanh nha. Sẽ có là hệ phương trình đầu tiên này thành 3 đúng không? À, thành 3. Ủa? Này như dễ rồi ta. À, nãy thì dễ rồi cái này. Ví dụ 5 à, ví dụ 4 à. À, rồi rồi rồi. Ví dụ 5, ví dụ 4, thực hành 3, thực hành 4. Rồi rồi, nó làm y chang vậy thôi. Đấy, thì nó giống như vậy ha. Đó. Là nghiệm của hệ nó y chang vậy thôi. Thấy chưa? Nó chỉ chẳng qua là sửa số lại cho mình thực hành thôi. Rồi, đầu tiên A là bằng 1 nè. B là 3 nè. C là 0. Rồi, A phẩy là bằng 4 nè. B phẩy là âm 3, C phẩy là âm 4. À. Rồi, đó là chúng ta xong cái câu thứ nhất. Câu thứ hai vẫn thỏa nha. Hệ phương trình B này nè. Đó. Là hệ phương trình bậc nhất hay ẩn. Có các cái hệ số. A là bằng căn 3. Đấy, căn 3. Rồi, B là 0. C là âm 5. Và A phẩy là 0.
B phải là 4 phần 5 và C phải là bằng 3. Rồi câu C, hệ phương trình này không là hệ phương trình bậc nhất hạn đúng không? Không là hệ phương trình bậc nhất hạn. Vì sao? Vì B phẩy, A phẩy với B phẩy nó bằng không. Đó, A phẩy B phẩy đều bằng không, cho nên không được ha. Rồi ta đi vào thực hành 4. Thực hành 4 giống như cái phần ví dụ 4 y chang vậy. Chẳng qua là nó sửa số lại thôi. Được ha. Rồi ta thay vô nè, thay cái cặp 0 2 là thỏa mãn không? Thay cái 0 2 thỏa không? 0 2 không thỏa nha. Tức là đầu tiên á cặp 0 2 cặp số 0 2 không thỏa cái dưới á, không là nghiệm của hệ phương trình. Vì vì sao? Này, mỗi lần bấm và nó giật lại cái này. Rồi chỗ này mình thay số 0, thay số 2 vô cái đầu tiên thì đúng. Còn chỗ này thay số 0, thay số 2 vô là nó bằng âm 2 thôi. Mà âm 2 thì nó sẽ sao? Nó sẽ khác. Âm 13. Đúng không? Rồi. Còn cái cặp tiếp theo là nó thỏ đấy. Cái cặp trừ 5, 3 nè. Là nghiệm của hệ phương trình. Vì khi đó mình sẽ thay vô nè. Đấy, chỗ nào chữ ít thay vào số âm 5. Chỗ nào chữ y á, mình sẽ thay vào số 3. Cái đầu tiên là trừ 5 cộng 5 nhân 13 là 10 đúng. Theo là 2 trừ 5. 2 là 3. Đó bằng trừ 13 thỏa. Hiểu ha? Đó là chúng ta hoàn thành được phần thực hành 4. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần vận dụng. Đó. Rồi, phần vận dụng này nha. Đối với bài toán trong cái phần mà đầu tiên khám phá đó, à, trang 10 đó là trong sách giáo khoa đó là cái phần nãy đầu tự bài đó, nếu có x là số em nhỏ, y là số quả hồng thì ta nhận được hệ hai phương trình bậc nhất hạn nè. Tức là chúng ta coi lại cái nội dung của cái bài toán cổ này nè. Đấy, đem xuống cho em xem. Em hiểu ha. Bây giờ thầy phân tích. Ở đây á, nó nói x là số em nhỏ. Đúng không? X á, là em nhỏ. Đó. Y á, là quả hồng. Rồi. Đọc tới đâu tính tới đó nha. Một đàn em nhỏ đứng bên sông. Cái này không có sử dụng. To to nhỏ bàn nhau chuyện chia hồng cũng không có dính líu tới toán hồng. Mỗi người năm trái thừa năm trái. Mỗi người năm trái thừa năm trái. Đây là phương trình nè. Là sao? Mỗi người năm trái thừa năm trái. Tức là bây giờ đơn giản vậy nè. À, cái số quả hồng đúng không? Cái số quả hồng là y. Đúng không? Đấy. Đó. Nhưng mà em nhỏ là x mà mỗi em nhỏ là năm trái nè, mỗi người năm trái. Tức là một em nhỏ là năm trái vậy x em nhỏ là bao nhiêu, mình dùng tam sức có hiểu không? Một em nhỏ là năm trái. Vậy x em nhỏ là bao nhiêu? X nhân 5 chia 1 là 5x trái. Nhưng mà 5x trái nó còn dư 5 trái lại nữa. Tức là thằng y này nó còn dư 5 trái. Tức là 5x này chưa có bằng y được. Phải cộng thêm 5 quả nữa. Dư ra 5 trái mà. Chia chia cho nó đứa nó hết là như đây. Còn dư lại 5 quả nữa. Thì nguyên cái cụm này mới gọi là số quả hồng. Đó. Vậy đây chính là cái phương trình thứ nhất. Thấy rồi. Mỗi người 6 trái. Một người không. Cái này cũng là phương trình này.
Đó, mỗi người sáu chánh thì có một người không, tức là sao? Tức là ở đây là năm đúng không? Nếu mà mỗi người sáu trái, tức là sáu, mỗi người sáu trái nhưng mà có một người không là một người không được chia. Vì ở đây ít em nhỏ mà có một người không không bị chia ra thì còn là ít trừ một em thôi. Đúng không? Thì ít trừ một em này mỗi đứa sáu trái. Đúng không? Một đứa là sáu trái thì ít trừ một đứa là bao nhiêu? Ít trừ một nhân sáu trừ một là sáu nhân ít trừ một. À, thì nó không còn thừa quả nào hết, tức là bằng y y nha. Đó, phương trình hai nằm chỗ này, thấy chưa? Rồi hỏi bạn trẻ đang đừng bước, câu này không có liên quan, có mấy em thơ mấy trái hồng, cái này là cái câu hỏi của nó nè, tức là cái đề bài, hiểu không? Cái đề bài nó yêu cầu mình tìm làm thế nào để tính được số em nhỏ tuổi thơ và trái hồng, đó là cái yêu cầu của nó, hiểu không? Tức là có hai phương trình này chưa, 5x cộng 5 bằng y và 6 nhân x trừ 1 y đó, để cho em hiểu ha. Đó, nó là bài toán nhân gian. Cái bài toán này có thi không? Thì hồi xưa tới giờ chưa có thi, chưa có thi ra, nó chỉ có ra toán thực tế thôi. Còn trong toán thực tế thí dụ và nó chỉ nói cái câu vô thừa thôi, chứ còn nó không có đưa vô cái dạng đó. Rồi nói gì cho hiểu ha, tức là ví dụ nó nói chia năm trái cho năm người thì thừa bao nhiêu, hoặc là thiếu một người thôi, chứ nó không có chơi cái dạng nói thơ giống như vậy, hiểu không? Nhưng mà nội dung nó cũng na ná vậy. Rồi tức là chúng ta nói nè, nếu đó, nếu mỗi người năm trái là dùng cái câu đó, mỗi người năm trái thừa năm trái, mỗi người năm trái thừa năm trái, thì ta có phương trình, nếu cái từ nếu này để ngoài nha, dùng cái câu nào đặc biệt đưa vô thì mình phải để một kép, ta có phương trình 5x cộng 5 bằng y. Rồi tiếp theo, nếu mỗi người sáu trái một người không, thì ta có phương trình, tức là 6 x trừ 1 bằng y. Rồi vậy ta có hệ phương trình là, phương trình ta có hệ phương ta có phương trình bậc nhất hai ẩn, phương trình bậc nhất hai ẩn đi ha. Vậy ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn là đưa nó vô hệ, là 5x cộng y cộng 5 bằng y, 6 nhân x trừ y, x trừ 1 bằng y. Ghi như thế này là không ổn nha. Mình phải điều chỉnh nó lại. Mình đi từ 2, mình chuyển qua chuyển lại đó. Tức là ở đây, 5x trừ y trừ 5, tức là chuyển y qua bên trái, đổi dấu chuyển ngược lại. Còn đây 6x trừ 6 đúng không? Bằng y, thì mình phải đổi lên cái nữa. Hay là chỗ này mình dùng cái chỗ này là mình suy ra đi ha, thôi kể cái gì cũng được, hay đi, rồi mình chuyển qua ngược lại, 6x chuyển y qua trừ y, chuyển trừ 6 qua hành cộng 6, rồi gì nó mới đúng cái dạng của nó, còn cái dạng này không phải, dạng này chưa biến đổi. Mình phải biến đổi về cái dạng đúng như định nghĩa của nó trong sách giáo, trong lý thuyết nãy mình học á, là nó phải có dạng đó đó, dạng này nè, cái dạng này dạng số 1 nè thì mới được, chứ còn cái dạng kia là chúng ta chưa có biến đổi ha. Rồi đó là chúng ta hoàn thành xong phần lý thuyết, bây giờ ta sẽ đi vào phần bài tập. Trong các phương trình sau, phương trình bài tập số 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn?
xác định các hệ số của mỗi phương trình bậc nhất hay ẩn đó. Tức là nếu nó là phương trình thì mình mới xác định, còn nó không phải khỏi xác định luôn. Rồi câu A. Đúng không? Này là phương trình đúng không? Bậc nhất hay ẩn. Đó, với A nó bằng 2, B nó bằng 5, C nó bằng là âm 7. Rồi câu B. Đó, không là phương trình. Vì A bằng B bằng gì? Bằng 0, ghi chung vậy được luôn. Rồi C là phương trình bậc nhất hay ẩn. Đó, với A bằng 0, B bằng âm 5 phần 4 và C bằng 3. Rồi câu D. Đó, là phương trình bậc nhất hay ẩn. Với A bằng 0,2, B bằng 0, C bằng âm 1,5. Rồi, vậy là chúng ta hoàn thành được bài tập số 1. Sách này mới trên thị trường thì cũng chưa có bán nha. Chỉ có thầy đi nhà sách nó cũng chưa bán các bạn. Chắc phải đầu tháng 7 á. Nó nói đầu tháng 7 mà thầy chắc nghĩ chắc cũng khoảng giữa tháng 7 nó mới bán. Sách giáo khoa. Ngần sách mà mình thầy dùng cho giải với mấy em là trên mạng nó có rồi. Nhưng mà nhà sách thì nó chưa có bán nha. Rồi, trong các cặp số 11 trừ 2, 5, 0, 2 cặp nào là nghiệm của mỗi phương trình sau? Thì giờ mà muốn biết là nghiệm thì dễ không? Thay vô bên trái nó thỏ. Thì cái cặp 11 này thay vô thỏ nè, cho nên cặp 11 là nghiệm của phương trình. Chắc cái câu A này trước nha. Đó, cặp 11 này là nghiệm của phương trình. Vì sao? Đó, bây giờ mình phải trả lời là vì là 4 nhân 1 2x bằng 1, y bằng 1, 3 nhân 1 bằng 7. Còn cặp trừ 2, 5 thay vô thử nè. 4 nhân trừ 2 là trừ 8, cộng 3 nhân 5, 3 5 15 là bằng 7. Thỏa mãn luôn. Đúng không? Đó, cho nên cái cặp trừ 2, 5 này nè. Đó là nghiệm của phương trình. Vì 4 nhân cho âm 2 cộng cho 3 nhân 5 nó sẽ bằng là trừ 8 cộng 15 là bằng 7. À, cái cặp cuối đó là 02, 4 nhân 0 cộng 3 nhân 2, 6 bằng 7 là vô lý. Cho nên cái cặp 02 không là nghiệm của phương trình. Vì sao? Vì ta gọi là 4 nhân 0 cộng 3 nhân 2 đã bằng 6. 6 thì nó sẽ khác 7 ha. À, mình làm giống như sách giáo khoa vậy là chắc an toàn nhất. Nên rồi. Trình bày thì đúng sách giáo khoa. Tiếp theo. Đó là cặp 11 thay vô đây 3 nhân 1 trừ 4 nhân 1 là bằng trừ 1 là thỏa đấy. Cho nên cái cặp mà 11 là nghiệm của phương trình vì đó là ta lấy 3 nhân 1 trừ 4 nhân 1 bằng âm 1. Tại vì 3 trừ 4 bằng trừ 1. Rồi tiếp theo. Cặp 2 5 trừ 2 5 thay vô. 3 nhân trừ 2 cộng trừ 4 nhân 5. 3 nhân trừ 2 là trừ 6. Trừ 4 nhân 5 là trừ 20 là trừ 26 bằng trừ 1 là vô lý. Cho nên nó không là nghiệm của phương trình. Đó, vì 3 nhân âm 2 đó các bạn trừ 4 nhân 5 nó sẽ bằng là âm 6 âm 20 là âm 26, mà âm 26 nó sẽ khác đó, nó sẽ khác là âm 1. Rồi cặp cuối cùng đó là 02 mình thay vô đó là 3 nhân 0 trừ 4 nhân 2 là bằng trừ 8, trừ 8 nó khác trừ 1 cho nên nó cũng không là nghiệm. Vì 3 nhân 0 trừ 4 nhân 2 nó bằng âm 8. Âm 8 nó khác âm 1. Rồi là chúng ta hoàn thành xong
cái bài tập số 2. Rồi, ta đi vào bài tập số 3. Hãy tìa, hãy biểu diễn tất cả. Hãy biểu diễn tất cả các nghiệm của mỗi phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ OXY. Rồi, cái bài này gì chứ lâu nhất. Bài này vẽ hình. Rồi, đi vào câu A. Thì cái cách làm cái bài này thì nãy chúng ta đã biết rồi, đúng không? Đấy. Thì ta có 2x cộng y bằng 3. Chúng ta suy ra y bằng trừ 2x cộng 3. Chúng ta cũng dùng cái câu mà giống như nãy chúng ta làm đó. À, ta lấy cái câu này cho nó nhanh ha. Mình copy đi khỏi cần phải ghi lại. Từ đó tất cả các nghiệm phương trình đã cho là biểu diễn bởi cái đường thẳng DI bằng trừ 2x cộng 3. Hình vẽ bên dưới. À, y bằng trừ 2x cộng 3. À, tức là sao? Y nè. Bằng trừ 2x cộng 3. Nếu em cho x nó bằng 0 á, em suy ra được gì? Ta có là y sẽ bằng là trừ 2 nhân 0 cộng 3, nó bằng là 3. Tức là x bằng 0 thì y nó bằng 3. X bằng 0, y bằng 3 là chỗ này nè. Còn nếu em chọn y bằng 0 thì ta có là gì? 0 bằng trừ 2x cộng 3. Tức là từ đó mình phải có đó là trừ 2x nó bằng là bằng 2x nó bằng 3, chuyển ngược lại đó thì x sẽ bằng là 3 phần 2 đó, cho nên điểm 3 phần 2 với 0 mà 3 phần 2 với 0, 3 phần 2 là 1,5, đó là chỗ này nè. Chỉ có x thôi, y nó bằng 0 không vẽ, cho nên nó sẽ đi qua hai thằng này đó, đường thẳng nó sẽ đi qua hàng này, đúng ha? Rồi, đó, chúng ta để cái tên đường thẳng D ở đâu cũng được, để gì dài ở đây đâu cũng được ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con số nữa là 3 phần 2 nữa. Được chưa? 3 phần 2 nằm chỗ này. Còn cái số 3 này có rồi màu đen này, chúng ta không 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 cần nữa. Đó. À, đó là chúng ta hoàn thành cái câu A. Bây giờ ta đi vào câu B. Rồi. B là như thế nào? Thì ta có 0x trừ y bằng 3. 0x trừ y bằng 3 thì ta suy ra y sẽ bằng là trừ 3. Tức là trừ y sẽ bằng 3 đó. À, đúng là ghi từ từ là gì nè? Trừ y sẽ bằng là 3. Thì mình mới chia ra y sẽ bằng là trừ 3 chia cho trừ 1 là trừ 3. Cho nên tất cả các nghiệm nó là cái đường thẳng y bằng trừ 3. Rồi, như là hình vẽ bên dưới. Y bằng trừ 3. Rồi, vậy chúng ta sẽ vẽ y, trục y là trục đứng nè, trừ 3 ở chỗ này nè. Rồi, chúng ta vẽ cái đường thẳng đi qua trừ 3. Rồi. Câu C là cái này. À. Rồi, ta cũng làm y chang vậy thôi đúng không? Ta có
Đó, là ghi cái này lại. À. Rồi, suy ra là trừ 3x bằng 2. Suy ra x sẽ bằng là trừ 2 phần 3. Đó, thì tất cả các nghiệm của đường thẳng là x bằng trừ d bằng x bằng trừ 2 phần 3 đó. Rồi, chúng ta vẽ ra x trừ 2 phần 3. Trừ 2 phần 3 là nhiêu biết không? Là khoảng, nếu mình dùng máy tính mình bấm ra. Nè, trừ 2 chia 3 là phải là 0,66 mấy á. 0,667 á. À, thì nó cỡ đó mình nhắm chừng thôi chứ không có chính xác ha. Trong trường hợp này là cái dạng đó nhắm chừng. Tức là cái đường thẳng mình là x đúng không? Là trừ 0,66 mấy là 0,5 chỗ này nè. Nó né né qua đây tí xíu. Đó, chỗ này, cỡ đây đi. Chứ chúng ta không cần nhất thiết là phải vẽ chính xác nha. Chủ yếu là chúng ta phải vẽ cho nó tương đối, nó giống vậy thôi. Đi thi cũng vậy luôn. Đó. Đâu có ai mà đo được mấy cái số đó chính xác được. Chỉ có cái phần mềm máy tính nó nhập vô á. Trong cái phần mềm vẽ hình đồ thị nó thì nó mới đo được thôi. Còn mình vẽ bằng tay thủ công thì chắc chắn nó sẽ bị lệch. Đúng không? Nhưng mà lệch ít thì được ha. Lệch mà nhiều quá thì người ta không có chấp nhận được. Đó. Rồi. Vậy là chúng ta hoàn thành xong câu C. Rồi, ta đi vào câu D. Câu D là ở đây ta ghi là cái này. Ta mới suy ra y sẽ bằng là 2x cộng 0 là như là 2x thì rồi vậy từ đó cái đường thẳng của chúng ta đó là D là y bằng 2x. Rồi, y bằng 2x. Y bằng 2x là nó nằm ở đâu? Đúng không? Đó, y bằng 2x. Nếu em chọn x bằng 0 thì ta có là y sẽ bằng là gì? 2 nhân 0 là bằng 0. Đó. Tức là điểm đầu tiên đó là x bằng 0, y bằng 0 là ngay góc tọa độ này luôn. Rồi cái điểm thứ hai, nếu em chọn y bằng 0 thì x nó cũng bằng 0 luôn. Tức là 2x bằng 0 thì x cũng bằng 0. Đúng không? Đó là mình suy ra x cũng bằng 0 luôn. Nó trùng, không được. Thì bắt buộc trường hợp là phải chọn khác nè. Là chọn x bằng 1, thường nó chọn 1 hoặc là chọn trừ 1. Thì y sẽ bằng là 2 nhân 1, 2 nhân là bằng 2. Tức là x bằng 1. X bằng 1 là chỗ này, đúng không? Y bằng 2 chỗ này, tức là ngay chỗ số 1 trên x mình bắn dựng vuông lên. Đó, tức là đây là dựng vuông lên chỗ này. Còn ngay chỗ 2, chỗ chữ y này dựng vuông qua. Nó cắt ở chỗ này nè, cái điểm của mình á. Thì lúc này cái điểm của mình á là nó phải nằm gì, đúng không? Thì là mình phải vẽ đây là cái nét đứt. À, đó, cái chỗ này nè. Hai cái này là cái điểm của mình là mới dấu chấm, còn không có điểm là không để dấu chấm. Thì ngay chỗ này là mình phải vẽ bằng nét đứt. Đấy. Hiểu nét đứt ha. Rồi, cái đường thẳng nó đi qua hai điểm đó đó. Rồi, cái đường thẳng là phải nét liền nha. Nhưng mà cái điểm mà nó nằm cái kiểu như vậy đó. Thì cái đó là phải là nét đứt à. Bằng vẽ nét nét liền là không điểm luôn. Tại vì theo cái cách vẽ điểm trên đồ thị là phải vẽ nó là nét đứt. Rồi, mình sẽ nói hai cái này lại. Đấy. Rồi, mình để đây là chữ D. Chữ giờ, này đọc là chữ giờ. Rồi, như vậy là chúng ta hoàn thành được cái câu này. Ta đi vào bài tập số 4. Còn hai bài nữa chúng ta phải làm xong luôn ha. Đó. Cố gắng lên. Chính là mình phải làm hết sách bài tập, sách giáo khoa 3 bộ luôn nha. Chứ không phải làm không kính chân trời sáng tạo là xong đâu. Thầy sẽ cho làm kính diều giữa kết nối luôn. Tại vì thi tuyển sinh đâu biết là cho cái gì đúng
thành phố mình thì học bộ này nhưng mà mình cũng nên làm kia luôn, tại vì nhiều khi mấy bài tập nó có liên quan với nhau á, nó có lấy thể lấy sách khác cũng được. Rồi câu 4 là cho hệ phương trình như thế này: cặp số nào dưới đây là nghiệm của phương trình đã cho? Thì mình cũng biết là nghiệm thì mình thay vô hai cái đầu tiên vô, 2 4 nhân 2 trừ 2 thì không phải là nghiệm ha, bởi vì nó không thỏa. Cái dưới cho dù có thỏa đi chăng nữa cũng không là nghiệm, cho nên chỉ có một cái không thỏa là mình kết luận ngay không phải là nghiệm, được chưa? Thì mình nói là cái cặp số này nè, 22, con này là câu A, đúng không? Không phải là nghiệm của hệ phương trình, vì mình sẽ thay vô. Đây là thay vô. Đó là lấy là 4 nhân x, x là 2, y cũng là 2 luôn. Thì cái 4 nhân 2 trừ 2 nó bằng 6. 6 nó sẽ khác 2. Và cái thứ hai đó là x là 2, y là 2. Nó sẽ bằng là 8. 8 nó sẽ khác 7. Đó. Rồi. Câu A là chúng ta hiểu nè, không phải là nghiệm. Rồi câu B, cặp số 1, 2. Hai vô thử coi, 4 nhân 1 trừ 2 là bằng 2 thỏa. 1 cộng 3 nhân 2 là bằng 7 thỏa, cho nên nó là nghiệm của hệ phương trình. Vì là mình sẽ thay vô. Đó là lấy 4 nhân 1 trừ cho y là 2 bằng 2. 4 nhân 1 trừ 2 thì bằng 2 thỏa đúng không? Rồi lấy 1 cộng 3 nhân 2 là bằng 7 thỏa đấy. Rồi câu C, cặp số trừ 1 trừ 2. Hay thử coi 4 nhân trừ 1 trừ cho trừ 2. 4 nhân trừ 1 là trừ 4, trừ cho trừ 2 thành là cộng 2 là bằng trừ 2, cũng không thỏa luôn cho nên nó không là nghiệm. Ha. Vì mình thay cái đầu tiên là 4 nhân cho trừ 1 rồi trừ của trừ 2 thì nó sẽ bằng là trừ 2, nó sẽ khác 2, cái trên nó khác 2 rồi, cái dưới cho dù có đúng cũng không có phải là nghiệm nha. X thay là trừ 1 cộng 3 nhân cho trừ 2 nó bằng là trừ 7, cũng khác 7 luôn, nó có tới hai cái khác. Thí dụ có một cái khác thôi là đã không là nghiệm rồi, trong khi cái này nó có tới hai cái khác luôn nha, là càng không là nghiệm nữa nha. Nói chung chỉ có một cái là không được rồi, nói chung vậy cho dễ hiểu. Rồi là chúng ta hoàn thành xong bài tập số 4. Bây giờ chúng ta đi vào bài tập số 5. Câu A. Cho hai đường thẳng y bằng trừ 1 hay x cộng 2 và y bằng trừ 2 trừ 1, vẽ hai đường thẳng đó trên cùng một hệ trục tọa độ. Rồi thì chúng ta vẽ lên ha, hình, tức là bài này nó cho mình vẽ hai hai cái luôn, được chưa, chứ không phải là vẽ một cái. Rồi thì sẽ lấy cái này để họ lại gán vô luôn, cái này khỏi đặt d d d d phẩy gì hết rồi. Làm hai cái này luôn, mình được phép ghi cái tên nó luôn, không cần đặt cái chữ cái. Rồi em, cái đường đầu tiên nè đó, tức là mình sẽ chọn x, cái thầy xét cái đầu tiên là cái này trước, được chưa, cái này trước nè đó. Tức là thầy gì thì sẽ chọn x bằng gì, x bằng không đó, thì thầy sẽ ta sẽ có thay vô đó là trừ 1 phần 2 nhân 0 cộng 2 thì y sẽ bằng là 2. Thì cái điểm đi qua đầu tiên đó là y bằng 2 chỗ này nè. Rồi tiếp theo mà thầy chọn y bằng 0 á, thì ta có đó là ta giải cái phương trình là trừ 1 phần 2x cộng 2 bằng 0, thì 1 phần 2x sẽ bằng 2 thì x sẽ bằng là 4 á. Cho nó nhanh nha, mình tự giải cái đó nha. X bằng 4 là ngay chỗ này nè.
thì cái đường thẳng của mình nó sẽ đi qua hai cái điểm này. À, là thì cho cái đường thứ nhất nó là màu đỏ đi, cái đường thứ hai là đặt nó là màu xanh để cho mình phân biệt ra hai cái đường nó khác nhau. À, tất nhiên đi thi là mình chỉ vẽ một màu thôi, không được vẽ hai màu nha. Ở đây vẽ hai màu để cho dễ nhìn thôi. Rồi D, không phải D mà là cái này nè. Đó, mình ghi vô gì luôn. Rồi. Tiếp theo đó là y bằng trừ 2x cộng 1, thì khi em chọn x bằng 0 em thay vô đó, thì ta có là gì? Y bằng trừ 2 nhân 0 trừ 1 hay là trừ 1 đúng không? Đó, vậy là trừ 1 nằm chỗ này nè. Y bằng trừ 1 nằm chỗ đó là cho nó màu xanh. Rồi tiếp theo đó là mình chọn y bằng 0, thì ta có là trừ 2x trừ 1 bằng 0, vậy 2x bằng trừ 1, x sẽ bằng là trừ 1 phần 2. À, x bằng trừ 1 phần 2 là nó nằm đây nè. À, x bằng trừ 1 phần 2 là ở đây, là trừ 0,5. À, thì cái đường thẳng mình sẽ đi qua hai cái điểm đó. Cái đường thẳng này thì mình sẽ kéo qua đây để cho mình dễ nhìn. Và cái đường thẳng này mình để đâu cũng được á, bạn thích để đâu để tùy tùy mình thôi, nó không bắt buộc mình để đâu hết nha. Rồi đi qua hai điểm này được chưa? Đó. Rồi nhưng mà nó có cái con số đó là trừ 1 phần 2, mình phải đưa cái số đó vô, trừ 1 phần 2 đó, để cho ta biết nha. Rồi nằm đây. Rồi, nói chung là mình để đâu cũng được chứ, nó bị trùng lên đó kệ nó không sao, cứ để nha. Tại vì trong vẽ hình thì chắc chắn phải có cái nét, nét này nó đắp lên nét kia chứ làm sao mà nó rời nhau được, phải không? Rồi đấy, rồi là chúng ta hoàn thành câu A. Đó. Ta đi vào câu B. Tức là câu B nó yêu cầu là gì? Xác định tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng trên. Tức là nếu như mà mình nhìn lên đồ thị á, là cái tọa độ giao điểm A nó nằm đây này. Là cái chữ này là chữ A, hiểu không? Đấy. Ví dụ thầy đặt đây là màu tím này. Đấy. Chữ A nó là màu tím này. Thì ở đây thấy không? Thì em sẽ nhìn vô x nữa nè, x nè, từ đây em giống xuống đây vuông xuống x nè là trừ 2, còn em giống vuông qua y là 3, tức là tọa độ giao điểm của nó là trừ 2 với 3, hiểu không? Tức là chúng ta dựa vào đồ thị á, chúng ta thấy tọa độ giao điểm, vào đồ thị ta thấy tọa độ giao điểm A là A, có tọa độ giao điểm là A, tọa độ giao điểm A là trừ 2 với 3, thấy không? Rồi thì chỉ đó, nhưng mà không có vẽ hình đó nha. Rồi tiếp theo, tọa độ của điểm A là nghiệm của hệ phương trình này không? Đó, câu C. Đó là hệ của hệ phương trình này không? Thì nó là hệ đó, nó là nghiệm đó. Bởi vì mình thay vô nó thỏa mãn, hiểu không? À, tức là giao của hai cái đường này nè mà nó biến đổi ra đó. Hai cái đường này nó biến đổi ra, nó quăng qua quăng lại đó. Tức là mình sẽ thay vào, mình thấy nó thỏa mãn nha. Tức là sẽ nói là tọa độ giao điểm A, tọa độ điểm A, tại sao nó không ghi ra, tại vì nó kêu mình tìm trên này, nó đâu có cho mình ghi ra, chẳng lẽ mình ghi chữ A này luôn gì đó mới chuẩn. Đó là nghiệm của hệ phương trình này. Đó.
Vì sao? Vì mình thay giờ đúng không, tức là chữ ít mình sẽ thay bằng số trừ 2, y mình sẽ thay bằng số 3 nè. Trừ 2 cộng 2 nhân 3 là trừ 2 cộng 6 là bằng 4, thỏ đó. Rồi 2 nhân ít là 2 nhân cho trừ 2 cộng cho y là 3 là bằng trừ 4, cộng 3 là bằng trừ 1, thỏ đó. Thấy chưa? Đó. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta hoàn thành xong cái phần này. Thì qua bài này, sau bài học này em đã làm được những gì? Đó là em nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hay ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hay ẩn, nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hay ẩn. Đó, rồi là chúng ta hoàn thành xong cái đề này, phần này ha, của bài học hôm nay. Rồi.